những năm trở lại đây, kinh tế ngày càng phát triển, mức thu nhập cao, theo đó nhu cầu về hưởng thụ của con người cũng cao hơn. Để nâng cao chất lượng cuộc sống, nhiều gia đình chọn lựa nhà vườn nghỉ dưỡng đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, không gian xanh đẹp và gần gũi với thiên nhiên. Ngôi nhà vườn yên tĩnh, biệt lập, mảng xanh sân vườn rợp bóng, vườn dừa xiêm gần 5.000 m², vườn vú sữa, vườn táo cổ thụ, bonsai cao cấp, ao cá, sen, súng. Chiếc ghe nhỏ chở hết tâm tư, lắng đọng, quên hết cuộc sống bộn bề giúp ta nhớ về tuổi thơ. Không khí trong lành, yên ả mà cách phố chợ chỉ 5 phút chạy xe. 60 km từ Sài Gòn đến nơi nghỉ dưỡng trong khuôn viên gần 12.000 m². Đủ không gian nghỉ ngơi cho một đại gia đình hiểu về thiên nhiên và cuộc sống hoang dã. Sự kết hợp giữa nhà và vườn tạo nên kiến trúc nhà vườn độc đáo. Hướng nắng, hướng gió, màu sắc, bày trí tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Ngôi nhà xây một phòng khách và một phòng ngủ, đầy đủ nội thất và trang thiết bị trên khuôn viên đất ở. Vườn hoa đẹp và lãng mạn nên thơ. Cách 100 m là con suối lớn cho nguồn nước và không khí trong lành. Và cuối cùng, không gì tốt đẹp bằng vừa được sở hữu một bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, vừa cất giữ và tăng trưởng giá trị bất động sản bền vững lâu dài, cũng là mong muốn của tầng lớp trung lưu và thượng lưu và những nhà đầu tư bất động sản sáng suốt.